kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm lộng quyền đạp lên thánh chỉ của Tổng Bí Thư hé lộ những thường vụ lớn Vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của ông Tô Lâm về công tác cán bộ Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt ông Tô Lâm mang quyết định bổ nhiệm vào tận nơi cho nhân sự mới của vị trí Giám đốc Công an tỉnh này người đứng đầu của ngành công an tỉnh này đại tá lâm thành sô giám đốc công an sóc trăng được điều động giữ chức phó cục trưởng cục ngoại tuyến thuộc bộ công an kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2023. Việc trao quyết định cho đại tá Lâm Thành Dô được tổ chức tại Cục Ngoại tuyến. Đại tá Lâm Thành Dô sinh năm 1971, quê ở Trà Vinh, hiện là giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng, được ông Tô Lâm cất nhắc lên trên bộ. Đây là hình ảnh vào hồi đầu tháng 11 năm 2022, ông Lâm Thành Dô bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Để chám vào chỗ trống của ông Lâm Thành Dô, ông Tô Lâm ra quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1968, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi, đang là phó cục trưởng một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đến nhận nhiệm vụ giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2023 để thêm mắm muối cho buổi lễ hoành tráng ông lương tâm quang ca ngợi ông lâm thành dô có lập trường tư tưởng vững vàng là người cán bộ quản lý chỉ đạo chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc có năng lực kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo vậy ông lâm thành dô có như ông lương tâm quang ca ngợi hay không đây là câu hỏi được dư luận đặt ra thực tế ông lâm thành dô trong vai trò là giám đốc công an tỉnh đã bị kỷ luật trước đó không lâu. Cụ thể là ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11 năm 2022, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật ông giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng, Long An cùng nhiều phó giám đốc, cựu phó giám đốc công an tỉnh An Giang. Trong nhóm bị kỷ luật đợt này có ông Lâm Thành Dô, giám đốc công an Sóc Trăng và là cựu phó giám đốc công an tại An Giang. Đây là hình ảnh bị kỷ luật nhưng ông Lâm Thành Dô lại được Tô Lâm kéo về bộ ban cho chức vụ mới cao hơn. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu là đơn vị giao nhiệm vụ cho Ủy ban kiểm tra trung ương thi hành mệnh lệnh. Như vậy là ông Tô Lâm đưa ông Lâm Thành Dô lên bộ và bố trí cho chức vụ mới được xem như là đã đạp lên trên thánh chỉ của ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra trước đó. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Tô Lâm đang làm những gì vậy? Có phải Tô Lâm xem thường thánh chỉ của Nguyễn Phú Trọng hay không? Hay là Nguyễn Phú Trọng đang ngầm cho phép Tô Lâm làm điều đó? Hay còn những lý do nào khác? Theo thông tin từ bên trong Bộ Công an cho biết, ông Tô Lâm là đầu nậu mua bán chức tước trong ngành công an. Bộ trưởng Bộ Công an có quyền lực rất lớn. Mục đích của việc trao đổi quyền lớn cho ngành công an là nhằm kiểm soát chính quyền địa phương không cho địa phương chủ động kiểm soát ngành công an ở tỉnh mà phải trao quyền đó về cho bộ. Tại các bộ, bộ khác, bộ trưởng không có quyền cách chức hay thuyên chuyển các giám đốc sở, nhưng bộ công an thì lại được quyền đó. Đây chính là lời nguồn lợi nhuận khổng lồ mang lại trong bộ trưởng bộ công an khi có thể sẽ nhận được tiền chạy án thuyên chuyển cho các giám đốc sở. Ông Trọng cũng biết nhưng dường như ông đã lờ đi câu chuyện quan chức bị kỷ luật được thuyên chuyển rồi lên chức là câu chuyện không hề mới. Nó nhăn nhản ở dưới chế độ này như muốn thách thức toàn dân vậy. Tuy nhiên ít ai biết được câu chuyện ẩn đằng sau công việc thuyên truyền đấy. Tờ Thời báo chấm đê đã được người trong cuộc cho biết hình thức thuyên truyền rồi lên chức chính là hiện tượng mua quan bán tước. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm nắm trong tay quyền bổ nhiệm các giám đốc sở công an người bị kỷ luật cần phải thoát ra khỏi vị trí cũ để tránh sự soi mói của các đối thủ đang cạnh tranh bởi đã dính phốt thì sẽ dễ bị kéo lùi nếu không có bàn tay bên trên kéo lên vì thế mà quan tham bị kỷ luật thường hay bỏ tiền ra chạy thuyền chuyển nếu thuyền chuyển ngang bằng thì giá khác mà thuyền chuyển vừa lên chức lại có giá khác nữa có giá cho tất cả các chức vụ chứ trung ương không bao giờ làm không cho ai cả ông Lâm Thành Dô không thể ở lại Sóc Trăng được nữa vì nơi này ông đã có biết chàm sai phạm. Và thế là Tô Lâm đã thuyên chuyển ông ta về bộ. Ở nơi đó mới, môi trường mới và không có vết chàm. Lâm Thành Dô lại chạy thuyên chuyển để thăng trực tiếp. Không biết giá cả như thế nào, tuy nhiên người đưa tin cho biết rằng nó không hề rẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình, hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Tô Lâm lộng quyền đạp lên thánh chỉ của ông Tổng, hé lộ những thường vụ lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu Nguyễn Phú Trọng bị bác gọi về, ai sẽ thay ông chăm lò này? ông Nguyễn Phú Trọng đã tuổi già sức yếu, đó là một thực tế không thể thay đổi được. Ngày ông gục ngã tại Kiên Giang cách đây hơn 3 năm đã báo hiệu sức khỏe của ông không còn dồi dào để mà chiến đấu với những người dưới quyền một cách bền bỉ hơn nữa. Hiện nay ông đã 79 tuổi, bằng tuổi ông Hồ khi về với Lenin và các Mark. Cho nên ông Trọng không thể ngồi để mặc quạt cho cái lò hừng hực lửa cháy mãi cho được. Ông Nguyễn Phú Trọng được ví như chiếc xe ô tô đời năm 1944 vậy. Những chiếc ô tô lời cũ như thế mà đến giờ vẫn còn cày ải thì nói là rất không an toàn. Nó có thể liệt buji chết máy bất cứ lúc nào. Vậy nên, một ngày đẹp trời nào đó, Đảng Cộng sản sẽ có tin vui tổ chức quốc tang cho người chiến binh quả cảm nhất của Đảng trên con đường diệt trừ quan tham thì cũng là câu chuyện hết sức bình thường. Đây là hình ảnh ông Hồ Chí Minh đã mất khi 79 tuổi, bằng với tuổi ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Ở đây, Thời báo chấm d đã dùng từ diệt trừ tham nhũng khác với chống tham nhũng. Vì sao lại như vậy? Vì thực tế cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng diệt quan tham này thì có quan tham khác sẽ chám vào lỗ trống luôn. Mặc dù quan tham vào lò thật, nhưng bộ máy thì vẫn như thế, vẫn những người tham nhũng chứ chẳng có trong sạch được gì. Sau chiến lược của ông Nguyễn Phú Trọng cả chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng chỉ có giá trị mị dân chứ không thể làm cho bộ máy cai trị tốt hơn được và càng không thể mang lại lợi ích cho người dân. Người dân vẫn khổ và không có quyền lợi gì cả và ai đặt câu hỏi rằng khi Việt Á bị triệt phá, người dân bị ép ngoáy mũi có được hoàn trả lại xu nào hay không? Hay những nạn nhân của chuyến bay giải cứu có được nhận lại đồng tiền vé nào hay không? Đấy là bằng chứng cho thấy chống tham nhũng thì cứ chống, nhưng dân thì vẫn không thể bớt khổ. Tờ Thời báo.d thường nhận được những nhận xét rất thực từ những người bên trong bộ máy cai trị. Tuy nhiên, vì sự an toàn của họ, chúng tôi không thể nêu tên. Có những ý kiến từ bên trong bộ máy cho biết rằng không phải các quan chức nhà nước không biết những gì đang diễn ra ở chế độ này vì nó đã quá thối nát. Tuy nhiên, là bởi vì không ăn thì không được nếu họ ra khỏi bộ máy cai trị thì họ sẽ không làm được gì ra tiền và đôi khi xin ra cũng không hề dễ. Có những nhóm lợi ích có liên quan, quyền lợi với nhau rất mật thiết. Một khi có người thoát ra khỏi nhóm, thì những người còn lại lo sợ thông tin bị tiết lộ ra bên ngoài, thà cột chân vào nhau để không ai dám hại được nhóm còn hơn. Đây hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã quá giả yếu. Ông vẫn còn lo giữ lò được bao nhiêu lâu nữa đây? Đầu óc của Nguyễn Phú Trọng còn rất minh mẫn, tuy nhiên sức khỏe thể xác của ông thì đã suy kiệt ở tuổi 79 ông trở nên yếu ớt và thậm chí có thể nhắm mắt bất kỳ lúc nào. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái lò của Nguyễn Phú Trọng sẽ được ai tiếp quản và ai sẽ giữ lửa cho nó sau đời ông Nguyễn Phú Trọng đây? Đấy là câu trả lời cho một tương lai không xa. Rất khó để câu trả lời được chính xác, nhưng tờ thể báo chấm D cũng đã đưa ra nhận xét chủ quan để mọi người có thể tham khảo theo thông tin được biết, cái lò được dựng lên chủ yếu là để gây dựng nên tên tuổi cho Nguyễn Phú Trọng, để ông như là người đốt lò vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh lợi ích nhóm ngày một quy mô và tinh vi, ông Trọng đốt không xuể. Như vậy, sau đời ông Nguyễn Phú Trọng, người tiếp theo nếu muốn giữ lửa cho lò thì danh tiếng cũng thuộc về ông Trọng, chứ không thuộc về người kế thừa. Đấy là chưa nói đến càng đốt thì càng gây trù thuốc oán với rất nhiều nhóm lợi ích khác nhau trong đảng. Liệu người kế thừa có trụ nổi trước đòn phản công hay không? Cho nên khả năng cao là người tiếp bước ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không giữ được lửa cho cái lò này. Đảng Cộng sản đã đến hồi thối nát không thể che đậy và đã không thể che đậy được thì cứ thách thức lòng dân cũng chẳng sao. Bởi người dân Việt Nam từ lâu đã cho Đảng Cộng sản Việt Nam sự an tâm nên giờ quan chức mới trắng trợn đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Nếu Nguyễn Phú Trọng bị bác gọi về, ai sẽ thay ông chăm lo cái lò đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm d